U23 Hàn Quốc là đương kim vô địch giải U23 châu Á, vì vậy trận hòa 1-1 của U23 Việt Nam trước đối thủ này chẳng khác nào cơn địa chấn. Trên một fanpage lớn về bóng đá Đông Nam Á, người hâm mộ đã bình luận sôi nổi về trận đấu giàu cảm xúc vừa qua. Đáng chú ý, một cổ động viên Hàn Quốc thừa nhận không vui khi chứng kiến các huấn luyện viên đồng hương như Park Hang-seo, Gung Okwin giúp bóng đá Việt Nam phát triển, thậm chí tiệm cận nền bóng đá xứ sở kim chi. Tôi tôn trọng kết quả này, nhưng có vẻ như các huấn luyện viên Hàn Quốc đang truyền dạy quá nhiều bí mật về bóng đá cho đối thủ. Điều đó không tốt với bóng đá Hàn Quốc. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn tin rằng Hàn Quốc sẽ vượt qua vòng bảng. Đáp lại, cổ động viên Việt Nam dành sự tôn trọng cho U23 Hàn Quốc và khiêm tốn khẳng định Hàn Quốc vẫn là nền bóng đá số 1 châu Á, Việt Nam phải học hỏi các bạn nhiều, nhờ các bạn mà bóng đá Việt Nam phát triển được như bây giờ. Ngạc nhiên hơn, người hâm mộ Thái Lan cũng ngả mũ thán phục U23 Việt Nam. Không chỉ coi U23 Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á, người hâm mộ xứ chùa vàng tuyên bố thầy trò huấn luyện viên Gung Okwin xứng đáng cùng U23 Hàn Quốc đi tiếp thay vì U23 Thái Lan. Kết quả này khiến tôi ngạc nhiên, Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Một trận đấu hấp dẫn. Việt Nam đã chơi hết mình, họ là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Việt Nam, Hàn Quốc sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Thái Lan và Malaysia sẽ bị loại. Chúc các bạn may mắn ở vòng knockout. Bóng đá Việt Nam đang tiến bộ từng ngày, cầm hòa đội mạnh như Hàn Quốc không phải điều đơn giản. Trong khi đó, một cổ động viên Indonesia lại mong muốn đội tuyển quê nhà đạt tới đẳng cấp như Việt Nam. Thành thực mà nói, Việt Nam ngày càng mạnh, thậm chí chạm tới đẳng cấp châu lục. Hy vọng một ngày nào đó, đội tuyển Indonesia cũng được như Việt Nam.